Ok, xin hello tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Hôm nay mình sẽ làm một clip mình về cái vụ Nam Blue hack hay không. Theo anh em thì như hôm bữa giờ mình có up 3 clip. Và 3 clip đó thì mình có xoay quanh Nam Blue một tí là vậy. Tại vì về vấn đề hack đó anh em, là cũng được một số thành phần anh em ủng hộ này nọ. Và cũng có một phần anh em là gọi là nói Nam Blue không có hack. Nhưng mà đa số có thì theo mình thấy những comment của ba video mình được một video là 36k view với một video là 13k view đây, thì mình thấy thì đa số thì 100% thì tầm 80% anh em bảo Nam Blue hack rồi, và 20% còn lại thì có thể là fan khăn quàng đỏ của Nam Blue và nói là Nam Blue không có hack. Hôm nay mình sẽ đính chính luôn cho anh em, thì anh em có thể theo dõi phần này nha. Ok anh em, như mình đã nói thì video này thì mình sẽ cho anh em thấy rõ là Nam Blue 6X6 nó có giật hay không, và trong phòng tập nó lại như thế nào cho anh em xem rõ nha. Đây, cái đoạn này thì Nam Blue đang sấy ở ngoài khi đang đấu, và mình cảm thấy là không trực tiếp nào cả. Anh em xem sẽ rõ nha. Người này tim tim phía sau này, người này đó, anh em thấy không? Xin lắm rồi. Đéo giật luôn. Ok anh em, đây là tiếp tục pha này thử nha. Đéo giật luôn. Giật luôn gốm. Em thấy chưa? Hai thằng. Đéo giật một tí nào luôn anh em ơi. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Phòng tập thì sấy khá là giật à, nó nghiệt là vậy. Anh em xem này, ở đây là ở trong phòng tập này, vị trí chỉ có 45 mét thôi nhưng mà sấy khá là giật, cảm giác là giật chứ không phải là không giật. Còn như lúc nãy là sấy đéo giật luôn. Đây rồi, bây giờ anh em xem đây, phải bắt đầu bắn quanh ta đây. Đây rồi, AUG ít sớm nha anh em, vô. Và AUG X6 rồi nó đã zoom về X3 nha. Nha anh em, mình nói trước luôn, AUG X6 rồi nó đã zoom về X3 nha. Còn lúc bắn thì đéo zoom luôn. Lúc bắn đỡ nguyên X6 luôn. Nếu anh em nào không rõ, không tin thì cứ vào phòng tập. Đứng ở vị trí này. Vị trí trên bản đồ này. Đó, ngay cái góc này, ngay góc chính giữa hai cái bảng với lại cái khung nhạc đàn chỗ này. Đó, chính giữa này. Nhìn vào vị trí 45 m. Mà cái này không phải zoom về X6 thì mình cùi xin cùi hai tay setup luôn. Đấy, ok. À, vô phòng tập thì lại kéo về X3 mà sai. Ở ngoài đéo kéo, ở ngoài kéo, ở ngoài đỡ nguyên X6 luôn. Ok, chơi này. Đấy tầm đây. Đây nhá. À, anh em đợi tay nha. Mình này, tay này bỏ lên team này, cái này đúng là team của mình này. Rồi anh em. Bây giờ mình sẽ thấy cái kiểu không ghim này. Còn bây giờ mình sẽ ghim này. Thấy cảm giác vẫn giật nha, ở ngoài phòng bánh là đéo giật luôn. À, anh em thấy giật không? Lại nhá, ghim yeah. Lại một lần nữa này. Thấy chưa? Vẫn giật thấy chưa? Luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Đây là pha AKM X6 của Nam Blue mà anh ta ngồi cho anh ta đéo đứng. Mà trong game thì anh ta toàn đứng sái thôi, đéo ngồi luôn. Nha, trong phòng tập thì lại ngồi sái cho anh em thấy. Nhưng mà ở ngoài lúc bắn thì lại lại đứng đéo thấy ngồi luôn. Đéo. Đéo và đéo. Ok xong. Mờ thì độ giật nó cũng sẽ à, thấy ngồi xuống cao. chưa, thấy ngồi xuống chưa, khi mà không ghim không ghim à. Thấy không, nó giật, nó giật lên tút trên trời luôn, mặc dù là mình có gắn giảm giật vào rồi nó vẫn giật lên trời luôn, biết gánh nhâm giật rồi luôn. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ bắn ghim, giờ ghim này không, nó giật không thì mà tiếp tục, bây giờ mình sẽ bắn ghim. Ok, giờ bắn ghim. Không, thấy giật không? Quá giật luôn. Giật ngang quá trời luôn đó anh em. Có combo rồi đó nha, có combo rồi đó nha. Lấy ít đạn của cậu này qua đã. Có combo rồi mà nó vẫn giật tung đít đấy. Thấy chưa? Nên thấy giật không? Đó. Mà ở ngoài là sấy, ở ngoài là sấy đéo giật luôn anh em ơi. Đây, video này anh em mình cũng xem trên mạng cũng vài lần, mình thì mình thấy Nam Blue sấy AKM X6 không giật một tí nào luôn, với chuột là full he full len thì đang 120k, với cái khẩu MK14 X8 nữa, mình thấy là khá là bá đạo.
thì theo anh em thử Nam Blue có hết hay không. Cái chuyện này anh em chơi lâu năm thì sẽ biết rõ chứ cần gì, đúng không anh em? Ok anh em xem nè. Đéo giật luôn, gắt vải. Quay qua cái là biết địch chỗ nào luôn. Vãi anh lên xuyên. Gắt vãi anh lên. Em thấy không? Đéo giật luôn. Tâm chỉ đi đúng một chỗ thôi. Rồi lên rồi. Đéo tin. Ok anh em, pha này mình sẽ tua chậm nhất cho anh em xem thử AKM X6 nó có giật ngang hay không từ vị trí nó mình lưu nha. Với chuột full Helen 120k nha. Yo. Đó, đéo giật luôn. Rồi, một pha xoáy AKM X6 đéo giật từ Nam Blue. Rồi, xong. Rồi, và đây là pha xoáy MK14X8 của phân tập của anh ta đây. Phân tập thì xem khá là giật. Đó, tại vì lúc phân tập chắc anh ta thắt mẹ hết đi rồi. Nên là xoáy nó khá là giật ngang hai bên. Đây, anh em xem. Sẽ thử bắn không? Xem nhanh nha, xem nhanh nha. Tí nữa mình sẽ tôi chạm cho anh em xem. Ui, tao để single ạ. Cái này nó không chỉ giật lên mà nó còn giật ngang qua hai bên rất là nhiều nữa. Nhưng mà khi ghim thì chúng ta có thể cảm, thì chúng ta có thể hạ xuống rất là nhiều. À, anh em thấy không? Coi là dạng như nó tẻ ra hai bên, gọi là giật ngang anh em, độ giật ngang rất là nhiều. Trong phòng tập thì giật ngang rất là nhiều. Mà lúc xoáy thiệt thì đéo giật. Dạ, ấy là mình muốn nói vấn về vấn đề đó. Vô. Nhiều rồi. Đây này. Đây là lúc chưa game. Đó, à, lúc anh ta chưa game thì giờ mới game này. Thì chúng ta có thể hạ xuống rất là nhiều. Giờ mới game này. Đó, chưa. Thấy chưa, anh em thấy không? Nó chỉ hơi giật. Trời, đầu lúc game giật ngang hai bên. Chết mẹ luôn. Và sau đây tiếp tục anh em xem cái pha xoáy MK14X8 của Nam Blue cho anh em xem nha. Thử cái độ giật nó như thế nào nha. Độ giật cái lúc này với lại lúc trong phòng tập như thế nào nha anh em. Được, tao làm cho. Wow. Wow. Một pha xoáy MK14X8 đéo giật từ Nam Blue khá là hấp dẫn. Đó, anh em, anh giờ anh em mình sẽ tu kỹ lại, tu chậm lại cho anh em xem thử nha. Thì lúc bắn với lúc phòng tập thì nó sẽ như thế nào nha. Đây. Mình sẽ đặc biệt nhất là cái pha xoáy qua khe cửa đấy. Anh em đang rất là bàn tán xôn xao luôn. Đây rồi. Mình sẽ tu một cách chậm nhất cho anh em xem cái đoạn này nha. Dùm lên, bắn như đúng rồi. Đéo chặt viên nào luôn. Chặt 3 viên. 10 viên trúng mẹ 7 viên rồi. Tiếp tục. Và một pha xoáy qua khe cửa. Trời đụ. Xoáy 12, 14 viên trúng 10 viên. Chặt 4 viên. Chặt 4 viên. Trúng 10 viên rồi. Và cuối cùng đây. Rồi xong. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay quá. Đó là pha MK14 ở khi trong trận đấu với lại pha MK14 ở trường bắn thì hai cái khác biệt rất là nhiều. Và mình cũng muốn nói một vấn đề nữa là sự thật một số bộ phận stream Việt Nam dắt mũi người xem á thì mình chỉ thấy clip này trên mạng khá là hấp dẫn. Nên là mình cũng review lại cho anh em xem clip này. Nó đang khá là hot ở tầm mấy ngày nay.
Đây, clip có tiêu đề là sự thật về một bộ phận lớn streamer PUBG Mobile vẫn đang dắt mũi viewer. Cái clip này mình nói tóm gọn luôn là anh này là ảnh hack được, nên là ảnh nói cho anh em hiểu rõ là streamer Việt Nam là lúc livestream có thể hack được nha anh em. Đó, vấn đề là chỗ đó. Anh em xem kỹ đây. Mình thì chưa hack bao giờ nên mình chả biết. Còn anh này anh hack nha. Anh sao cho anh em biết là lúc khi nào hack và lúc khi nào không hack. Đó. Rồi, lái xuống. Chỉ khi nào người ta show hẳn cái màn hình lên thì anh em biết đâu. Chứ người ta đang streamer thì không thể nào anh em biết được hay không. Anh em xem kỹ cái đường đạn dựng ngang của nó nữa nha. Để xem nào. Và nghe nha. Nhé. Đặc điểm của hack là tâm ấy. Nó chỉ giật lên giật xuống thôi, chứ nó không giật ngang. À, mời bật to cho anh em xem kỹ. Nếu mà anh em sấy công hack thì nó sẽ giật sang ngang như này nữa. Còn nếu mà hack thì nó sẽ chỉ giật lên giật xuống này thôi. Bây giờ mình sẽ sấy thử công hack nhé. Không hack nha anh em, cái đoạn này không hack nha. Đó. Và bây giờ mình sẽ sấy hack nào. Giờ mới hack này, anh em xem này. Sấy tại một điểm và sấy thành một đường ngang luôn. Tâm nó sẽ dần lên chỉ một ít thôi. Và những bên viên đạn tiếp theo nó sẽ chỉ ở một lỗ thôi. Mình sẽ sấy thử cho anh em xem. Đó, chưa? Anh em thấy không? Viên đạn đầu tiên nó ở đây, còn tất cả các viên đạn tiếp theo nó sẽ ở cái tâm này. Anh em để ý cái tâm tròn này. Cái tâm tròn này nè. Nó sẽ rung. Nhưng mà thật ra đạn nó không rung. Tâm nó không rung. Nên một số anh em không biết được tưởng đấy là kiếm tâm. Không phải đâu anh em ạ. Hack hết. Thẳng tắp một đường luôn. Như vẽ luôn. Đó. Mình sấy cả MK cho anh em xem. Ok, giờ đến pha MK đây. Anh em xem kỹ này. X8 MK luôn. MK là một khẩu mà mình dám chắc chả ai sấy được cái đường như vậy nếu mà không hack cả. Đó, anh em thấy nghe không? Mình xem luôn. Video này mình khá là thích luôn. Mình đã đăng nhập vào cho nói một like và một sub luôn. Đây, cái MK14X8 luôn đây. Bình thường anh em bắn bình thường thì nó sẽ như vậy. Cái này là không hack nha anh em. Nhưng mà chỉ cần bật hack lên. Bật hack này, giờ bật hack này. Luôn. Hack miễn phí luôn, gờ vãi. Hack miễn phí luôn mà bắn. Bật hack rồi nha. Trái thiết bị ban ắc gì, mình bắn 2 trận rồi. Thời đủ. Và anh lên thiệt. Trận nào cũng hai mấy. Mười mấy, hai mấy kill. Đó, anh em xem không. Trời ơi. Sao mà giống Nam mà lưu vậy. Nhưng mà đường vẽ luôn. Nên, giật lên lại giật xuống. Giật thích lên, vẽ, giật xuống, thích vẽ kiểu nào vẽ kiểu đó luôn. Thì bây giờ mình sâu hack lên cho anh em xem nhé. Giờ bắt đầu sâu hack này. Anh này video này khá là thú vị luôn. Mình rất là thích luôn. Sau khi xem đó, clip này thì mình anh em thấy cảm thấy bữa giờ vụ Nam mà lưu hiện cả người chắc anh là Nam mà lưu sẽ hack rồi, không hack nữa thì mình xin đi đầu xuống đất. Còn anh em nào khăn hoàng đỏ thì muốn comment như thế nào thì cứ comment xuống bên dưới nha. Thích nói như thế nào thì cứ comment ở bên dưới mình tiếp hết. Nếu mà người ta không show màn hình hoặc là show vết cam ở màn hình như thế này thì anh em sẽ không thể nào biết được. À, không show cam không show màn hình thì sao mà biết được. Và là mình sấy AKM X6 ở PUBG Berserk nha. Thì kinh nghiệm mình chơi AKM X6 mình thì thích bắn AKM thôi, nên là mình tập lượt AKM X6 mà kéo X3 thôi chứ không phải là X6 100% đâu. Ok, đây anh em xem thử nha. Đó là theo cái kinh nghiệm mình bắn để mình nói thôi. Tâm bắn giật. Sái rất là nhiều pha X6 rồi, nên là mình chia sẻ kinh nghiệm cho anh em thôi là Nam Blue có hack hay không thôi. Đó, như đây, những pha X6 của mình tiếp tục đây. Cái này X6 là bên búp Bixi nha anh em.
sai rất là khó luôn. Nên là mình nói chỉ nói về kinh nghiệm của mình thôi. Nên là mình nói là Namalu chắc chắn sẽ hack. Anh em nào muốn gạch đá thì cứ comment bên dưới nha. Ok. Ê, phía trước có rồi nha. Cái này là búp PC nha anh em. Lê, hai thằng. Cái này là búp PC nha. Lê, đây. Nó một còn một rồi. Yêu. Anh em đá rồi, các bé rồi. Bom đây tôi kè nó, tôi nóc một bạn nó rồi. Còn mình ở đâu với tôi rồi. Yes. Còn búp mobile thì mình theo mình nghĩ thì nó đơn giản hơn, nhưng mà đơn giản với cái mức nào đó thôi, nhưng mà cái độ giật của cái tâm nó thì anh em nhìn kỹ cái đoạn pha Namalu bắn với lại cái đoạn trong phòng tập của Namalu này, hai cái nó khác hoàn toàn nha anh em. Đây như pha clip đây mình mới xoáy đây. Thì qua bên này xoáy thì nó dở hơn, nhưng mà cái độ giật ngang nó ra khá là nhiều nha anh em. Mình nói chung mình ghim cũng được thôi, nhưng mà tại vì ghim được nhưng mà nó hơi bị giật, cảm giác nó giật. Còn như Namalu là nhìn thấy đéo giật. Đó, anh em xem này. Đó, vẫn giật thấy chưa? Anh em thấy giật không? Giật ngang không? Thấy giật ngang không? Ok. Thấy chưa? Anh em thấy nó giật ngang không? M4 thì không giật bao nhiêu cả, nó vẫn giật. Thấy chưa? Này, anh em thấy AKM nó giật ngang qua hai bên không? Kìa rồi. Ui da. Anh em xem nha, pha này mình xoáy thì theo mình nghĩ mình xoáy cái tầm này phải gần 60m đấy. Anh em xem AK thử nó giật hay không nha. Tại vì kinh nghiệm mình xoáy được, nhưng mà hiện tại nó rất là xa. Nên là cảm giác lúc mình xoáy nó rất là giật ngang hai bên, rất khó là trúng. Đó, anh em xem này. Mà thằng này nó ngu lắm. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu. Rất là khó, tại vì pha này rất là xa anh em. Anh em nhìn kỹ nè, AKM của mình rất là xa, pha này đoạn ra này rất là xa. Anh em thấy không? Mình xoáy nhưng mà một đoạn sau mình phải ngừng lại, tại vì mình di tâm không được, tại vì AK khó, rất khó là di tâm. Nhưng mà anh em mà lưu di tâm thoải mái. Ok anh em, và đây là pha tôi chậm lại của cái pha AKM X6 vừa rồi của mình đây. Thì AKM X6 mà tầm 60m anh em, nó rất là xa, với lại là cái độ giật ngang nó khá là nhiều. Nên là mình xoáy thì được, nhưng mà mình phải ngừng làm một tí mình mới xoáy tiếp được. Chứ tại vì là di theo nó rất là khó. Còn Namalu thì AKM X6 cứ thế mà di thôi. Chả sợ ngại ngùng thằng nào cả, chả sợ bố con nào cả. Ok anh em xem này. Ok anh em, nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ để lại mình like và share ủng hộ video nha anh em. Hello, xin chào tất cả anh em nha, mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký vào đây nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.